Người ơi, vào chơi game đi nào. Mọi người ơi, vào chơi game đi ạ. Ai đang xem mọi người cho em xin một chấm đi nào. Xin chào hai người đang xem nhá. Xin chào ba người đang xem ạ. Mọi người ai đang xem mọi người cho em xin một chấm đi ạ. À, mọi người vào chia sẻ cho em nhé mọi người nhé. Chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm ạ. Sau đó mọi người nhấn theo dõi kết bạn nick Facebook Nguyễn Thị Ngân nhé mọi người nhé. Mọi người đẩy lượt tương tác lên để em sẽ chơi game nhé mọi người nhé. Mọi người đẩy lượt view lên cho em ạ. Xin chào Giáp Thị Hồng nhé. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào Yến Nguyễn ạ. Xin chào 6 người đang xem nhé. Xin chào Thu Hương nhé. À, em xin chào tất cả mọi người nhé. Mọi người ai mới vào xem mọi người chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm ạ. Sau đó mọi người nhấn theo dõi kết bạn nick Facebook Nguyễn Thị Ngân nhé. Xin chào Yến Nguyễn ạ. Xin chào Đông Kiên nhé. Em xin chào tất cả mọi người đang xem. Điều kiện để chơi game là mọi người phải làm đủ các bước em vừa nói trên nhé mọi người nhé. Bước 1, mọi người nhấn theo dõi kết bạn nick Facebook Nguyễn Thị Ngân ạ. Bước 2, mọi người chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm nhé. Bước 3 là mọi người vào đoán hai số cuối của tờ tiền 500.000 nhé mọi người nhé. Mọi người chỉ cần đoán hai số cuối tờ tiền 500.000 thôi ạ. Xin chào bé Hạt Tiêu nhé. Em bắt đầu chơi game rồi ạ. Em bắt đầu chơi game rồi nhé mọi người nhé. Em bắt đầu chơi game rồi lên mọi người. Mọi người vào comment đoán số đi nào. Chỉ cần đoán hai số cuối tờ series 500.000 nhé mọi người nhé. Phần thưởng là một thỏi solo trị giá 265.000 ạ. Xin chào chị Thủy Lê nhé. Phần thưởng là một thỏi solo trị giá 265.000 nhé mọi người nhé. Nào em bắt đầu chơi game rồi mọi người nhanh tay vào comment đi nào. Đoán hai số cuối tờ series 500.000 ạ. Mọi người ai mới vào xem, mọi người chưa biết luật chơi thì mọi người em nhắc lại cho mọi người nhá. Bước 1, mọi người nhấn theo dõi cộng kết bạn nick Facebook Nguyễn Thị Ngân ạ. Bước 2, mọi người chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và lên 10 các hội nhóm nhá. Bước 3 là comment hai số tờ tiền, hai số cuối tờ tiền nhá mọi người nhá. Xin chào Trang Nguyễn ạ, 24 chưa đúng ạ, 90 chưa đúng ạ, 10 chưa đúng nha, 24 chưa đúng Đông Ký Hốt nha, 20 chưa đúng Yến Nguyễn nha, 25 chưa đúng ạ, 12 chưa đúng nha. mọi người comment, thì mọi người comment, ví dụ như là cách số ra cho em một tí nhá, chưa đừng comment liên tiếp như 11, 12, 13, 14 nhá, mọi người cách ra cho em một tí nhá. 55 chưa đúng nhé bé Hạt Tiêu nha. 34 chưa đúng Thủy Lê. 30 chưa đúng ạ. 23 chưa đúng. 11 chưa đúng ạ. Xin chào Dương Nguyễn nha. Xin chào Nguyễn Hảo nha. 75 chưa đúng. 99 chưa đúng ạ. Xin chào Mi Diễm nha. Em xin chào 11 người đang xem nha. Xin chào Giang Nguyễn ạ. 09 chưa đúng nha Yến Nguyễn nha. Dương Văn Quảng 18 chưa đúng. 75 chưa đúng ạ. 75 chưa đúng nha Đông Kiốt nha. Xin chào Nguyễn Chuyên. 65 chưa đúng ạ. Mọi người ai mới vào xem thì mọi người chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm nhá. Sau đó mọi người nhấn theo dõi kết bạn nick Facebook Nguyễn Thị Ngân của em ạ. 27 chưa đúng nhá Dương Nguyễn nhá. 19 chưa đúng ạ Yến Nguyễn. 89 chưa đúng ạ. Xin chào Sơn Tươi nhá. 95 chưa đúng bé Hạt Tiêu nhá. 54 chưa đúng Đông Kiốt. 89 chưa đúng. 54 chưa đúng. 20 chưa đúng ạ. Mọi người chia sẻ lên 25 lượt view đi ạ. Để em sẽ gợi ý cho mọi người nhá. 95 chưa đúng. 76 chưa đúng. 56 chưa đúng ạ. 95 chưa đúng nhá Đông Kiốt nhá. 78 chưa đúng ạ. Mọi người chia sẻ lên 25 lượt view đi. Để em sẽ gợi ý cho mọi người nhá. 75 chưa đúng nhá Phan Trang nhá.
77 chưa đúng ạ, 85 chưa đúng, 87 chưa đúng, 79 chưa đúng nhá. Em chưa nhìn thấy đáp án nào đúng đâu ạ. Mọi người chia sẻ lên 25 lượt xem thì em sẽ gợi ý cho mọi người nhá mọi người nhá. 96 chưa đúng nhá. 68 chưa đúng ạ. À, em sẽ gợi ý cho mọi người nhá. Xin chào Trần Mai. À, em sẽ gợi ý cho mọi người là dưới số 80 nhá mọi người nhá. Dưới số 80 nhá. Game gì đấy chị Thùy Lê ơi, em chơi game đoán số tờ series ha. Đoán hai số cuối tờ series nhá. Ai đoán đúng sẽ được một thỏi son trị giá 265.000 ạ. Em xin gợi ý là dưới số 80 nhá mọi người nhá. Dưới số 80 ạ. Mọi người chia sẻ lên 40 lượt xem đi, em sẽ tiếp tục gợi ý nhá mọi người nhá. 46 chưa đúng Phan Trang nhá, 00 chưa đúng ạ, 75 chưa đúng bé hạt tiêu, 47 chưa đúng, 29 chưa đúng, 15 chưa đúng, 21 chưa đúng, 13 chưa đúng ạ. Em chưa nhìn thấy đáp án đúng của mọi người nhá. Em lên 42 người xem rồi, em sẽ tiếp tục gợi ý là dưới số 50 nhá mọi người nhá. Dưới số 50 ạ. Từ 00 đến số 50 nhá mọi người nhá. Từ 00 đến số 50 ạ. 03 chưa đúng, 76 chưa đúng, 13 chưa đúng ạ. Từ 00 đến số 50 mọi người nhá. Từ 00 đến số 50 ạ. Mọi người em gợi ý là từ 00 đến số 50 nhá. Những số nào trên 50 thì mọi người không comment nữa cả, nó lãng phí nhá mọi người nhá. Từ 00 đến 50 ạ. Mọi người nhớ là làm đủ các bước mới được nhận son nhá mọi người nhá. Mọi người phải làm đủ các bước thì mới được nhận son ạ. Còn nếu như ai mà đúng rồi mà mọi người chưa làm đủ hai bước như em vừa nói, như là nhấn theo dõi kết bạn và chia sẻ thì cũng không được nhận quà đâu ạ. 72 chưa đúng ạ. À, 57 chưa đúng Lê Quốc Khánh nha. 71 chưa đúng, 78 chưa đúng, 60 chưa đúng. Mọi người ơi, em gợi ý của cho mọi người là dưới số 50 nhá mọi người nhá. Em gợi ý cho mọi người là dưới số 50 ạ. Từ 00 đến 50 nhá mọi người nhá. Nên mọi người tránh những cái số trên 50 đi ạ. Mọi người tránh comment số trên 50 nhá. Dưới số 50 ạ. 79 chưa đúng nhá, 17 chưa đúng ạ. Mọi người ơi, dưới số 50 nhá. Dưới số 50 ạ. Mọi người comment từ 00 đến số 50 thôi nhá. 17 chưa đúng ạ, 38 chưa đúng ạ, 21 chưa đúng ạ, 15 chưa đúng nhá. Mọi người comment dưới số 50 giúp em nhá mọi người nhá. 10 chưa đúng nhá, bé hạt tiêu nhá, 32 chưa đúng ạ. 49 chưa đúng ạ. Một hộp son này có giá bán trên thị trường là 265.000 nhá mọi người nhá. 39 chưa đúng, 32 chưa đúng ạ. 20 chưa đúng. Mọi người ơi, từ 00 đến 55 à, từ đến 50 nhá. Mọi người chia sẻ lên 50 người xem đi, em sẽ tiếp tục gợi ý cho mọi người ạ. 46 chưa đúng nhá, cô Dương Nguyễn nhá. 21 chưa đúng ạ. 36 chưa đúng, 54 chưa đúng ạ. 39 chưa đúng, 31 chưa đúng nhá mọi người nhá. 44 chưa đúng ạ. 03 chưa đúng ạ. Mọi người ơi, nhanh tay lên nào. Mọi người nhanh tay lên ạ. Mọi người chia sẻ lên 50 người xem đi, em sẽ tiếp tục gợi ý cho mọi người ạ. Em sẽ tiếp tục là ra đáp án luôn nhá mọi người nhá. 23 chưa đúng, 48 chưa đúng ạ, 09 chưa đúng. Lên 50 người xem rồi em sẽ tiếp tục gợi ý tiếp là dưới số 30 nhá mọi người nhá. Từ 00 đến 30 ạ. Từ 00 đến 30 nhá mọi người nhá. 37 chưa đúng, 12 chưa đúng ạ, 02 chưa đúng, 13 chưa đúng, 45 chưa đúng, 23 chưa đúng, 208 chưa đúng nhá, 04 chưa đúng ạ. Từ 00 đến dưới số 30 nhá mọi người nhá. 07 chưa đúng, 20 chưa đúng, là mọi người nhanh tay lên nào. 03 chưa đúng ạ. Đây ạ, phần thưởng là một thỏi sorrow trị giá 265.000 nhá mọi người nhá. 02 chưa đúng, 37 chưa đúng, 28 chưa đúng nhá. Mọi người ơi, từ 00 đến dưới số 30 nhá. Em đã gợi ý quá là dễ rồi ạ. Từ 00 dưới số 30 ạ. Từ 00 đến dưới số 30 nhá mọi người nhá. Xin chào Bích Chi nhá. 12 chưa đúng, 11 chưa đúng, 29 chưa đúng, 31 chưa đúng ạ. Từ 00 dưới số 3 đến dưới số 30 nhá mọi người nhá. 13 chưa đúng ạ, 02 chưa đúng, mọi người nhanh tay lên nào. 29, 25 chưa đúng nhá. 27 chưa đúng ạ, 21 chưa đúng ạ. 19 chưa đúng à, 10 chưa đúng ơi mọi người ơi, từ 00 đến số 30 thôi ạ. Mọi người đẩy lượt view tiếp tục lên 70 người xem đi, em sẽ gợi ý cho mọi người nhá. 01 chưa đúng, 10 chưa đúng ạ. Em xin gợi ý tiếp nhá, là từ 00 đến
Mà là mọi người lên 70 lượt view đi để em sẽ gợi ý tiếp nào. 06 chưa đúng, 10 chưa đúng, 15 chưa đúng, 00 chưa đúng ạ. 31 chưa đúng ạ. 27 chưa đúng. Mọi người em sẽ xin gợi ý tiếp nhá. Từ 00 đến dưới số 20. Từ 00 đến dưới số 20. 01 chưa đúng, 28 chưa đúng. 17 chưa đúng, 02 chưa đúng, 03 chưa đúng ạ. 07 chưa đúng ạ. Nào mọi người ơi, nhanh tay lên nào. 00 chưa đúng nhá. Em đã nhìn thấy đáp án đúng rồi ạ. Em đã nhìn thấy đáp án đúng rồi nhá mọi người nhá. Em đã nhìn thấy đáp án đúng rồi. Nhưng sau cái livestream này em sẽ thông báo cho mọi người nhá. Em đã nhìn thấy đáp án đúng rồi ạ. Nhưng sau cái livestream này em sẽ thông báo kết quả cho mọi người. Nên là những ai đã xem thì mọi người lên lưu tiếp để xem tiếp nhá mọi người nhá. Mọi người lên lên đợi đến cuối livestream nhá mọi người nhá. Em đã nhìn thấy đáp án đúng rồi ạ. Em đã nhìn thấy đáp án đúng rồi. Nhưng để sau cái livestream này thì em sẽ thông báo kết quả nhá mọi người nhá. Sau đây em em đã nhìn thấy đáp án đúng rồi, nhưng mà sau cái livestream này em sẽ thông báo kết quả. Nên là những ai đã mất công vào mọi người chơi rồi thì mọi người cố đợi đến sau cái livestream này mọi người vào mọi người xem nhá mọi người. Mọi người vào để xem ai đúng nhá mọi người nhá. Sau đây em sẽ xin đấu giá về sản phẩm BB Stick ạ. Mọi người ơi, em ngừng chơi game nhá. Em ngừng chơi game, em đã nhìn thấy đáp án đúng rồi. Nhưng sau cái livestream này em sẽ thông báo kết quả nhá mọi người nhá. Nên là những ai đã mất công vào chơi game rồi thì mọi người cố đợi đến sau cái livestream này em sẽ thông báo kết quả. Nếu như em thông báo kết quả mà mọi người không xem ở cái livestream này thì em sẽ nhường cho người khác nhá. Nếu như em thông báo kết quả mà ai đoán đúng mà không xem ở cái livestream này thì em sẽ nhường cho người khác. Nên là mọi người, những ai mà đã vào chơi game thì mọi người cố gắng ở đến cuối cái livestream này nhá mọi người nhá. Sau khi kết thúc livestream em sẽ thông báo kết quả. Nếu như ai đoán đúng mà không ở livestream này nữa thì em sẽ nhường cho người khác ạ. Sau đây em sẽ xin đấu giá sản phẩm BB Stick nhá mọi người nhá. Sản phẩm BB Stick giá niêm yết của nó trên thị trường là 315.000 ạ. Sau cái đấu giá là em sẽ tiếp tục chơi game nhé mọi người nhá. Nên là mọi người cứ theo dõi đi. Nếu như ai đoán đúng mà không xem ở cái livestream này nữa là em sẽ nhường quà cho người khác nhé mọi người nhá. Em xin đấu giá sản phẩm BB Stick này từ 0 đồng nhé mọi người nhá. Mọi người ơi, em chuyển sang sản phẩm đấu giá rồi ạ. Nên mọi người vào đấu giá từ 0 đồng cho em nhé mọi người nhá. Giá niêm yết của nó trên thị trường là 315.000 ạ. Em sẽ đấu giá sản phẩm này 0 đồng trong vòng 5 phút nhá. Hết 5 phút ai trả giá cao nhất thì em sẽ bán cây BB Stick này nhá mọi người nhá. Game 1, em chơi game, em đã nhìn thấy đáp án đúng rồi. Em đã nhìn thấy đáp án đúng rồi ạ. Sau gần hết cái livestream này em sẽ đọc kết quả. Em sẽ đọc kết quả cho ai trả lời đúng nhá. Nếu như mọi người còn tiếp tục ở xem cái livestream thì em sẽ được tặng quà, còn nếu như mọi người không xem ở livestream nữa thì em sẽ nhường quà cho người khác nhá mọi người nhá. Em chuyển sang đấu giá sản phẩm BB Stick ạ. Thấy mình không? Mỹ Hạnh ơi, em thấy nhá, chị Mỹ Hạnh nhá. Big Chi trả 50.000 rồi ạ. Big Chi trả 50.000 ạ. An Hồng 10.000. Mọi người ơi, hiện tại Big Chi 50.000 là cao nhất nha mọi người nhá. Hứa Thị Bạch Tuyết 10k. Xin chào Lê Thị Hằng Ly nha mọi người nhá. Mọi người em chuyển sang bán hàng rồi, nên là mọi người vào đấu giá thì mọi người ai đấu giá mọi người cho thêm chữ K đằng sau để em biết nha mọi người nhá. Hứa Thị Bạch Tuyết 40.000 ạ. Mọi người sau cái livestream này thì em mới đọc kết quả nhá mọi người nhá. Ngọc Linh 70.000 rồi ạ. Mọi người ơi, trong vòng 5 phút ai trả giá cao nhất thì em sẽ chốt nha mọi người nhá. Ngọc Linh 70.000 là giá cao nhất ạ. Ngọc Linh trả 70.000 là giá cao nhất nha mọi người nhá. Hà Nguyễn 80.000 rồi ạ. Lê Đức Anh 120.000 ạ. Giá cao nhất hiện tại là 120.000 nha mọi người nhá. Sản phẩm gì vậy? Mỹ Duyên ơi, đây là sản phẩm kem nền BB Stick của công ty Mini Garden nha mọi người nhá. Nó có tem mác đầy đủ nên là mọi người cứ yên tâm. Nếu như mọi người Tuyết Nhung 110.000, Trần Vân 100.000. Hiện tại giá cao nhất là 120.000 nha mọi người nhá. Hiện tại trả giá cao nhất là 120.000. Mọi người muốn mua thì mọi người phải trả giá trên 120.000 nha mọi người nhá.
Trong vòng 5 phút ai trả giá cao nhất em sẽ chốt ạ. Hà Nguyễn 80.000 trả sau rồi nha mọi người nha. Hiện tại giá cao nhất là 120.000. Ai muốn mua thì mọi người phải trả giá trên 120.000 nha mọi người nhá. Sản phẩm có tem mác đầy đủ luôn nhá. Nếu như mọi người nhận được hàng mà phát hiện không phải hàng giả thì mọi người quay lại hàng cho em nhé mọi người nhá. Bích Chi 140.000 rồi ạ. Hoàng Hà 150.000 ạ. An Hồng 130.000. Bé Xấu 150.000 nha mọi người nhá. Hiện tại Bé Xấu trả 150.000 là cao nhất ạ. Mọi người muốn mua thì mọi người phải trả giá trên 150.000 nha mọi người nhá. Hà Nguyễn trả 130.000, thấp hơn của bạn Bé Xấu trả 150.000 rồi nhá. Mọi người muốn mua thì mọi người phải trả giá cao hơn 150.000 nhá. Hết giờ em sẽ chốt nha mọi người nhá. 2 phút đã trôi qua rồi ạ. Mọi người nhanh tay lên nào. Lan Anh 150.000. Xin chào Đỗ Tuyên nhá. Mọi người ơi, hiện tại giá cao nhất là 150.000. Mọi người muốn mua thì mọi người phải trả trên 150.000 nhá. Cún Con 155.000 rồi ạ. Chơi thế nào ạ? Chị Đỗ Tuyên ơi, em đang chơi đấu giá sản phẩm nhá. Giá niêm yết của BB Stick trên thị trường là 315.000 ạ. Em đấu giá từ 0 đồng nhá. Trong vòng 5 phút ai trả giá cao nhất thì em sẽ chốt nha mọi người nhá. Cún Trần Mai 170.000 rồi ạ. Trần Mai trả 170.000 là giá cao nhất nha mọi người nhá. Hoàng Hà trả 160.000 rồi ạ. Hà Nguyễn trả 160.000 nha mọi người nhá. Mọi người chớ comment linh tinh nhá. Ai muốn mua thì mọi thực sự muốn mua thì mọi người hãy vào comment nhá mọi người nhá. Còn mọi người chớ comment linh tinh ạ. Hiện tại Hà Nguyễn là 160.000 là giá cao nhất nha mọi người nhá. Hiện tại Hà Nguyễn là 160.000 là cao nhất ạ. Những ai comment linh tinh này em biết nhá mọi người nhá. Những ai comment linh tinh này em sẽ không đọc lên đâu ạ. Những ai comment linh tinh này em không đọc nhá mọi người nhá. Trời ơi, nhầm không vậy. Trời ơi, nhầm không vậy là thế nào chị An Hồng ơi. Thất Tình 190.000 rồi ạ. Mọi người nhanh tay lên nào, hết giờ em sẽ chốt nha mọi người nhá. Hết 5 phút em sẽ chốt cho ai trả giá cao nhất ạ. Xin chào chị Mỹ Hạnh nhá. Hết 5 phút em sẽ chốt nha mọi người nhá. Giá niêm yết của cây BB Stick này trên thị trường là 315.000 ạ. Hôm nay em đấu giá cho mọi người từ 0 đồng nha mọi người nhá. Hiện tại giá cao nhất là 190.000 ạ. Tem mác đầy đủ nhá mọi người nhá. Có tem mác đầy đủ này, nếu như mọi người nhận hàng. Sao có người trả 500k luôn? Chị An Hồng ơi, đấy là người ta vào trả, người ta trả giá vớ vẩn nhá. Chị An Hồng nhá, người ta trả giá vớ vẩn, em sẽ không đọc lên đâu ạ. Diễm Trần 165.000 ạ. Chị thấy em không? Quế Quế ơi, em thấy nhá. Em nhìn thấy comment của chị Quế Quế nhá. Nhưng ai trả giá vớ vẩn em sẽ không đọc lên nhá mọi người nhá. Nên là mọi người cứ vào comment đi ạ. Chị Diễm Trần ơi, chị trả 165.000, thấp hơn của bạn Thất Tình trả 190.000 nhá. Mọi người muốn muốn mua thì mọi người phải trả giá cao hơn 190.000 ạ. Những ai comment linh tinh này em biết nha, em nhìn này em biết nha mọi người nha. Nên là mọi người không phải bận tâm đến những cái người trả giá vớ vẩn đâu nhá. Hiện tại giá cao nhất là 190.000 ạ. Nào mọi người có ai trả giá cao hơn không ạ? Hai phút nữa em sẽ chốt nha mọi người nhá. 2 phút nữa em sẽ chốt hàng ạ. 2 phút nữa hết giờ em sẽ chốt cho ai trả giá cao nhất nha. Hiện tại giá cao nhất là 190.000 của Thất Tình nhá. Thúy Ruby 200 rồi ạ. Lam Lê 210.000 rồi ạ. Hiện tại giá cao nhất là 210.000 ạ. Hiện tại giá cao nhất là 210.000 nhá. Son có phải là hàng thật không? Chị Diễm nghe ơi, son là hàng thật nhá chị Diễm nhá. Son bên em có mã xác thực này, có tem bảo hành nhá. Nếu như mọi người nhận hàng mà phát hiện ra hàng giả thì mọi người đập hàng lại cho em nhá.
Mọi người nhận hàng, mọi người phát hiện ra là không phải hàng thật, không phải hàng chính hãng của công ty thì mọi người đập hàng lại cho em nhé. Nam D trả 210.000 rồi ạ. Là mọi người có ai trả giá cao hơn cây BB Stick này không nhỉ? Có ai trả giá cao hơn 210.000 không ạ? Chỉ có riêng nhất trên livestream thì mới được đấu giá, với mọi người mua được cái giá rẻ hơn nhé mọi người nhé. Nào mọi người có ai trả giá cao hơn không nhỉ? Không thì em sẽ chốt cho bạn Nam Lê là 210.000 nhé mọi người nhá. Em sẽ chốt cho Nam Lê là 210.000 nhé mọi người nhá. Cây BB Stick ạ. À, Nam Lê cho mình xin điện số điện thoại và địa chỉ nhá. Đây ạ, đây là một hộp son chuẩn lắm mọi người ơi. Cảm ơn cô Dương nhá, son chuẩn lắm nhá mọi người nhá. Đây ạ, một hộp son chính hãng của công ty Mini Garden nha mọi người nhá. Mọi người ơi, em đã chốt rồi nhá, em đã chốt 210.000 cho Lam Lê rồi ạ. Thúy Ruby trả 230.000. Lam Lê lấy hàng thì Lam Lê comment cho mình xin số điện thoại cộng địa chỉ luôn nhá. Còn nếu như Lam Lê mà không 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 cho mình xin số điện thoại địa chỉ thì mình sẽ nhường cho người khác trả giá nhá. Chị Diễm Trần ơi, chị trả 215.000, thấp hơn giá của Thúy Ruby trả là 230.000 nhé mọi người nhá. Chị ơi em đổi sang son nha. Ok Lam Lê nhá, đây ạ. Mình sẽ chuyển sang son nhé mọi người nhá, đây ạ. À, một hộp son chính hãng của công ty Mini Garden này, có phiếu bảo hành nhé mọi người nhá. Ok nhá, mình sẽ chuyển sang son nhá. Em sẽ đấu giá son này, em sẽ đấu giá son nhé mọi người nhá. Một hộp son chính hãng của công ty Mini Garden có tem bảo hành này, có mã xác thực cho mọi người nhá. Em đấu giá từ 0 đồng ạ. Em đấu giá từ 0 đồng nhá. Mọi người ai muốn mua thì mọi người nhanh tay vào trả giá đi, là bên trong sản phẩm gồm có một cây son và một lọ dầu tẩy trang nhá mọi người nhá. Ok Lam Lê nha, mình sẽ nhường suất này cho người khác nhá. Em bắt đầu đấu giá son nhá mọi người nhá. Em bắt đầu đấu giá son ạ. Mọi người ai muốn mua son thì mọi người nhanh tay vào và trả giá đi nào. Mức khởi điểm là 0 đồng nhá, mức khởi điểm là 0 đồng nhá. À, cây son này đang bán trên giá niêm yết trên thị trường là 265.000 ạ. Hôm nay em sẽ đấu giá từ 0 đồng cho mọi người nhá mọi người nhá. Em đấu giá từ 0 đồng cho mọi người nhá. Lan Anh trả 100.000 rồi ạ. Lan Anh trả thỏi son này 100.000 rồi nhá mọi người nhá. Trần Vân trả 30.000 sau Lan Anh rồi nhá. Diễm Trần trả 80.000, thấp hơn giá của Lan Anh trả 100.000 rồi nhá mọi người nhá. Mọi người muốn mua thì mọi người phải giá trên dạ, trả giá trên 100.000 ạ. Hàng của em là hàng chính hãng của công ty Mini Garden. Nếu như mọi người nhận hàng, mọi người đấy ạ, mọi người check code này, nếu như không đúng hàng của công ty thì mọi người đập hàng lại cho em nhé mọi người nhé. Tuyết Nhung trả 110.000 rồi ạ. Bé Xấu trả 80.000, giá thấp hơn của Tuyết Nhung nhá, bé Xấu nhá. Mọi người muốn mua thì mọi người phải trả giá cao hơn 110.000 của Tuyết Nhung nhá mọi người nhá. Giá niêm yết của hộp son này trên thị trường là 265.000 ạ. Hiện tại Tuyết Nhung trả 110.000 là cao nhất nhá mọi người nhá. À, trong vòng 5 phút ai trả giá cao nhất em sẽ chốt nhá mọi người nhá. Bé Xấu trả 150.000 rồi ạ. Mọi người Phương Líp 1 triệu, mọi người tránh comment vớ vẩn nhá, không không chấp nhận comment của Phương Líp nhá. Hiện tại Bé Xấu trả 150.000 là cao nhất ạ. Diễm Trần trả 115.000, thấp hơn Bé Xấu trả 150.000 rồi nhá chị Diễm Trần nhá. Mọi người muốn mua thì mọi người phải trả giá là 150 trên 150.000 ạ. Lan Anh 160.000 rồi ạ. Xin chào Kiều Kiều nhá. À, kem nền ai mua được vậy bạn? Hà Nguyễn ơi, sau cái son này mà chị muốn mua kem nền nữa thì em sẽ đấu đấu kem nền nhá chị Hà Nguyễn nhá. Sau cái đấu giá son này em sẽ tiếp tục đấu kem nền cho ai muốn mua nhá mọi người nhá. Kiều Kiều trả 180.000 rồi ạ.
Mọi người ai muốn mua hộp son này mọi người phải trả giá trên 180.000 của Kiều Kiều nhá mọi người nhá. Mình dùng son này rồi thích lắm. Cảm ơn Dương Nguyễn nhá. Mọi người ơi đây ạ, à, Dương Nguyễn đã dùng son bên em rồi và mình dùng son này rồi rất là thích nhá mọi người nhá. Vũ Công Quyết trả 170.000 rồi ạ. À. 170.000 thấp hơn giá của Kiều Kiều nhá mọi người nhá. Mọi người muốn mua thì mọi người phải trả giá trên 180.000 ạ. À. Nếu như mọi người nhận hàng mà không phải hàng chính hãng của công ty thì mọi người đập hàng lại giá em nhé mọi người nhé. Mọi người nhận hàng không phải hàng chính hãng của công ty mọi người đập giả hàng lại cho em nhé mọi người nhé. Lan Anh trả 190.000 rồi ạ. Mọi người ơi gần hết giờ rồi ạ. Gần hết 5 phút rồi. Còn 2 phút nữa nhá. Còn 2 phút nữa ai trả giá cao nhất em sẽ chốt luôn này. Sau khi đấu giá son này em sẽ tiếp tục đấu giá BB Stick cho mọi người nhé mọi người nhé. Và sau khi kết thúc cái livestream này em sẽ công bố kết quả. Em sẽ công bố kết quả chơi game. Nếu như mọi người còn xem ở game này thì mọi người sẽ được tặng son nha. Còn nếu như mọi người không theo dõi game nữa thì em sẽ nhường cho người khác nha mọi người nhá. Lan Anh trả 190.000 rồi ạ. Mọi người muốn mua thì mọi người phải trả giá trên 190.000 nha mọi người nhá. Dung Việt Việt trả 200.000 rồi ạ. Dung Việt Việt trả 200.000 rồi mọi người ơi. Còn 1 phút nữa. Còn 1 phút nữa. Bé Xấu trả 195.000 thấp hơn giá của Dung Việt Việt trả rồi nhá. À, muốn mua ai muốn mua thì phải trả giá trên 200.000 nhá mọi người nhá. Còn 1 phút cuối cùng ạ. Còn 1 phút cuối cùng ai sẽ là người được một hộp son như thế này nhá, một hộp son chính hãng của công ty Mini Garden ạ. Bên trong một hộp son thì gồm một thỏi son và một lọ lọ dầu tẩy trang nhá mọi người nhá, một lọ dầu tẩy trang kèm dưỡng môi luôn ạ. Nếu như mọi người nhận hàng mà phát hiện không phải hàng thật của công ty, mọi người đập trả lại hàng cho em và mọi người bóc phốt em lên Facebook nhé mọi người nhé. Hiện tại Dung Việt Việt trả 200.000 là giá cao nhất ạ. Có ai trả giá trên 200.000 không nhỉ? Hết giờ em sẽ chốt nhé mọi người nhé. Chỉ còn 1 phút cuối cùng nữa thôi ạ. Chỉ còn 1 phút cuối cùng nữa ai sẽ là người được hộp son này đây ạ. Nếu như không ai trả giá cao hơn nữa thì em sẽ chốt cho Dung Việt Việt nhé mọi người nhá. Kiều Kiều trả 210.000 rồi ạ. Kiều Kiều trả 210.000 rồi ạ. Có ai trả giá cao hơn không nhỉ? Có ai trả giá cao hơn 210.000 của Kiều Kiều không ạ? Nào mọi người nhanh tay lên nào. Mọi người nhanh tay lên còn 1 phút cuối cùng nhé mọi người nhá. Còn 1 phút cuối cùng ạ. Em sẽ chốt nhé mọi người nhá. Còn 1 phút cuối cùng nữa em sẽ chốt ạ. Nóng quá. Có ai trả giá trên 210.000 không nhỉ? Em sẽ chốt cho Kiều Kiều là 210.000 nhé mọi người nhá. Hết 5 phút em sẽ chốt cho Kiều Kiều là 210.000 ạ. Kiều Kiều cho mình xin số điện thoại cộng địa chỉ nhá. Nếu như Kiều Kiều mà không cho mình xin số điện thoại cộng địa chỉ thì mình sẽ nhường cho bạn Dung Việt Việt nhá. Kiều Kiều không cho mình xin số điện thoại cộng địa chỉ thì mình sẽ nhường cho bạn Dung Việt Việt nhá, Kiều Kiều nhá. Đây ạ, à, ai muốn mua BB Stick ạ? À? Mọi người muốn đấu giá son hay mọi người muốn đấu giá BB Stick mọi người comment đi để em biết nào. Mọi người muốn đấu giá son hay mọi người muốn đấu giá BB Stick mọi người comment để em sẽ đấu giá cho mọi người nhá. Không em sẽ đấu giá tiếp BB Stick ạ. À. Kiều Kiều mà không cho mình xin số điện thoại cùng địa chỉ thì mình sẽ nhường cho người khác nha Kiều Kiều nhá. Mình sẽ nhường cho bạn Dung Việt Việt ạ. À. Dung Việt Việt còn xem ở đây thì cho em xin số điện thoại cùng địa chỉ nhá. À, một hộp BB Stick này giá niêm yết của nó trên thị trường là 315.000 ạ. À. Em sẽ đấu giá từ 0 đồng nhá mọi người nhá. Em sẽ đấu giá từ 0 đồng lên mọi người nhanh tay vào Lan Anh Son. Mọi người xin chào chị Vũ Nga nhé. Lan Anh muốn đấu giá son nào? Mọi người muốn đấu giá son hay BB Stick ạ? À? Son nhá. Ok, mình sẽ tiếp tục đấu giá son nhá. Mình sẽ tiếp tục đấu giá son nào. Mình sẽ tiếp tục đấu giá son từ 0 đồng ạ. Nào mọi người nhanh tay vào trả giá đi nào. Mọi người vào nhanh tay vào trả giá đi ạ. À. Em sẽ chỉ like tầm 15 phút nữa thôi nhá mọi người nhá.
Nên mọi người ai muốn mua gì thì mọi người nhanh tay này là em chỉ like tầm 15 phút nữa thôi. Quỳnh Trang trả 10.000 rồi ạ. Giá niêm yết của cây son này trên thị trường là 265.000 nhá mọi người nhá. À, chị Dung Việt Việt còn xem ở đây thì cho em xin số điện thoại cộng địa chỉ để em chốt son nhá. Còn nếu không em cũng sẽ nhường cho người khác đấy ạ. Hoàng Thanh Huệ 20.000 rồi ạ. Chị đã chia sẻ, cảm ơn chị Vũ Nga nhá. Hoàng Thanh Huệ trả 20.000 rồi ạ. Nguyễn Mai Hương 20.000, Tuyết Nhung 100.000 rồi ạ. Lan Anh 110.000 là giá cao nhất nha mọi người nha. Diễm Trần 115.000 rồi ạ. Em chỉ like được tầm 15 phút nữa thôi, nên mọi người ai muốn mua gì thì mọi người nhanh tay vào chốt hàng giúp em nhé. Mọi người muốn mua thì mọi người Hà Nguyễn BB Stick đi bạn. Chị Hà Nguyễn ơi, để em đấu giá nốt cái son này thì em sẽ đấu giá BB Stick nhá chị Hà Nguyễn nhá. Vũ Nga 120.000 ạ. Tuyết Nhung 150.000 rồi ạ. Vũ Nga 160.000 rồi ạ. Là mọi người ơi, nhanh tay lên nào. Em chỉ đấu giá trong vòng 15 phút nữa thôi, nên mọi người ai muốn mua thì mọi người nhanh tay lên ạ. Cún Con 40.000, Diễm Trần 120.000. Mọi người ơi, giá cao nhất hiện tại là 160.000 của chị Vũ Nga nhé mọi người nhá. Chị Hà Nguyễn muốn BB Stick thì đợi em một xíu nữa, em sẽ đấu giá xong cái son này, em sẽ đấu giá BB Stick nhá. Lan Anh 150.000. À Lan Anh ơi, bạn trả thấp hơn 160.000 của chị Vũ Nga rồi nhá Lan Anh nhá. Mọi người muốn mua thì mọi người phải trả giá trên 160.000 nhá. Mọi người muốn mua thì mọi người phải trả giá trên 160.000 ạ. Chị Vũ Nga. À cái này nó quay lại trả giá lúc đầu thì ai mà biết chứ. Hiện tại giá cao nhất là 160.000 của chị Vũ Nga nhá mọi người nhá. Nào ai muốn mua thì mọi người phải trả giá trên 160.000 nhá mọi người nhá. Nào mọi người nhanh tay lên ạ. Không ai trả giá nữa thì em sẽ chốt cho chị Vũ Nga là 160.000 nhá. Giá niêm yết của nó trên thị trường là 315.000 ạ. Diễm Trần 165.000 rồi ạ. Còn 2 phút nữa là hết giờ nhá. Còn 2 phút nữa là hết giờ, nên mọi người chốt nhanh dùm em nào. Mọi người chốt nhanh dùm em đi ạ. Mọi người chốt nhanh dùm em đi nào. Lan Anh 170.000 rồi ạ. Nào mọi người chốt nhanh dùm em đi ạ. Để em sẽ like sang BB Stick nhá mọi người nhá. Mọi người chốt nhanh dùm em đi. Để em sẽ like sang BB Stick nào. Lan Anh 170.000 rồi ạ. Mọi người trả giá tăng lên 5.000, 10.000 cho em nhá. Đừng trả giá kỳ kèo 1, 2.000 như thế lâu lắm ạ. Trả giá tăng lên 5.000, 10.000 giúp em nhá. Đừng trả giá kỳ kèo 1, 2.000 lâu lắm mọi người nhá. Hiện tại Lan Anh trả 170.000 ạ. Lan Anh trả 170.000 rồi nào. Nào có ai trả giá cao hơn 170.000 của Lan Anh không ạ? Không em sẽ chốt cho Lan Anh và em sẽ like sang sản phẩm khác nhá mọi người nhá. Em sẽ like sang BB Stick ạ. Còn 1 phút nữa mọi người nhá, còn 1 phút nữa ạ. Cún Con 175.000 rồi ạ. Diễm Trần 175.000 trả giá sâu hơn chị Cún Con rồi nhá. Diễm Trần muốn mua thì một Diễm Trần phải trả giá cao hơn 175.000 ạ, tại vì chị Cún Con trả 175.000 trước rồi nhá mọi người nhá. Còn 1 phút cuối mọi người ai muốn mua thì mọi người nhanh tay vào trả giá đi nào. Giá hiện tại cao nhất là 175.000 nhá mọi người nhá. Giá hiện tại cao nhất là 175.000 ạ. Có ai trả giá cao hơn không nhỉ? Nào mọi người nhanh tay lên nào, để em chuyển sang live BB Stick nhá mọi người nhá. Em chỉ like lốt cái son này và em sẽ chuyển sang live BB Stick ạ. Nếu không ai trả giá cao hơn 175.000 của Cún Con thì em sẽ
sẽ chốt cho chị cún con trả trước nhá. Chị Diễm Trần trả 175.000 nhưng mà trả sau chị cún con ạ, nên là em sẽ không ai trả giá cao hơn thì em sẽ chốt cho chị cún con nhá mọi người nhá. Nào có ai trả giá cao hơn không nhờ? Không em sẽ chốt cho chị cún con nhá mọi người nhá. Em sẽ chốt cho chị cún con thỏi son này là 175.000 ạ. Chị cún con cho em xin địa chỉ cộng số điện thoại nhá. Chị cún con cho em xin địa chỉ cộng số điện thoại nhá chị cún con nhá. Em sẽ chuyển sang line BB stick nhá. Cây BB stick này giá niêm yết của nó trên thị trường là 315.000 ạ. Em sẽ đấu giá nhá mọi người nhá. Em sẽ đấu giá từ 0 đồng ạ. Là em bắt đầu đấu giá rồi, lên mọi người nhanh tay lên nào. Em chỉ like được tầm 10 phút nữa thôi nhá, tại con em nó cũng đang khóc rồi, nên là mọi người ai muốn mua thì mọi người nhanh tay vào đấu giá giúp em nhé mọi người nhá. Cái BB stick này giá niêm yết của nó trên thị trường là 315.000 nhá mọi người nhá. Em đấu giá chỉ từ 0 đồng thôi ạ. Đây ạ, phiếu bảo hành 10 triệu đồng cho mọi người này. Tem mác đầy đủ nhá mọi người nhá. Nếu như mọi người phát hiện ra là hàng giả, hàng nhái, mọi người đập hàng lại cho em và mọi người bốc phốt em lên Facebook nhá mọi người nhá. Đây ạ, hàng em bán là hàng chính cống, chính hãng của công ty Mini Garden ạ. Hà Nguyễn trả 50.000 rồi ạ. Vũ Công Quyết chốt đi gì ạ? Vũ Công Quyết chốt đi cái gì ạ? Tuyết Nhung trả 100.000 rồi ạ. Tuyết Nhung trả 100.000 rồi ạ. Nào mọi người nhanh tay lên nào. Mọi người nhanh tay giúp em lên đi ạ. Chị Tuyết Nhung trả 100.000 rồi nhá mọi người nhá. À, có ai trả giá cao hơn 100.000 nữa không ạ? Lan Anh 110.000 rồi ạ. Lan Anh trả 110.000 rồi ạ. Mọi người ơi nhanh tay giúp em lên nào. Hà Nguyễn 120.000 ạ. Em chỉ đấu lại cái BB stick này trong vòng 3 phút thôi nhá. Em chỉ đấu trong vòng 3 phút, em rút ngắn thời gian lại nhá. Tại vì con em nó cũng đang khóc rồi, nên em sẽ rút ngắn thời gian để em chốt cho mọi người nhá. Vũ Công Quyết 80.000 giả thấp hơn 120.000 của Hà Nguyễn nhá. Mọi người muốn mua thì mọi người phải trả giá cao hơn 120.000 ạ. Mọi người muốn mua mọi người phải trả giá cao hơn 120.000 nhá mọi người nhá. Giá cao nhất hiện tại là 120.000 của Hà Nguyễn ạ. Mọi người có ai trả giá cao hơn không nhỉ? Báo cáo kết quả mini game đi bạn. À, sau cái live stream này em sẽ báo cáo nhá. Có bán không? À, chị cún con ơi, em đã chốt cho chị rồi nhá. Em đã chốt cho chị là 175.000 rồi ạ. Chị cho em xin địa chỉ cộng số điện thoại nhá. Em đã chốt thỏi son này cho chị cún con rồi nhá. Chị cho em xin số điện thoại cộng địa chỉ đi ạ. Lan Anh trả 125.000 cây BB stick này rồi ạ. Nào mọi người ơi, em chỉ like cái này trong vòng 3 phút thôi nhá mọi người nhá. Nghe Nga trả 180.000 rồi ạ. Mọi người ơi, mọi người thực sự muốn mua thì mọi người hãy comment giúp em nhé. Mọi người chớ vào đấu giá xong mọi người lại bùng hàng như thế, nó không được hay đâu nhá mọi người nhá. Nghe Nga trả 180.000 rồi ạ. Vũ Nga trả 200.000 rồi ạ. Mọi người ơi, hiện tại giá cao nhất là 200.000 rồi nhá. Mai mang son tới nhà cho anh Giáp. Ok chị cún con nhá. Đoạn tí nữa chị inbox cho em nhé chị cún con nhá. Chị Vũ Nga hiện tại giả 120.000 là cao nhất nhá. Vũ Công Quyết 125.000 giá thấp rồi anh nhá. Mọi người muốn mua cái BB stick này mọi người phải trả giá trên 200.000 nhá mọi người nhá.
Mọi người muốn mua cây bibi giật tích này mọi người phải trả giá trên 200 nghìn nha mọi người nhá. Hiện tại giá cao nhất là 200 nghìn của chị Vũ Nga. Hiện tại giá cao nhất là 200 nghìn của chị Vũ Nga nhá mọi người nhá. Nào mọi người, ai muốn mua thì mọi người trả giá trên 200 nghìn ạ. Hết 3 phút em sẽ chốt nha mọi người nhá. Giá niêm yết của nó trên thị trường là 315.000 cơ ạ. Hết 3 phút em sẽ chốt nhá. Ok chị cún con nhá. Hết 3 phút em sẽ chốt nha mọi người nhá. Là lên mọi người trả giá nhanh tay lên nào. Hiện tại chị Vũ Nga trả 200.000 ạ. Nào mọi người ai muốn mua thì mọi người nhanh tay đi trả giá giúp em đi nào. Nếu như không ai trả giá cao hơn 200.000 của chị Vũ Nga thì em sẽ để cho chị Vũ Nga nhé mọi người nhé. Nếu như không ai trả giá cao hơn 200.000 của chị Vũ Nga thì em sẽ chốt cho chị Vũ Nga. Nào có ai trả giá cao hơn 200.000 của chị Vũ Nga không nhỉ? Còn 1 phút nữa thôi nha mọi người nha. Còn 1 phút nữa. Nếu như mọi người không muốn chơi đấu giá nữa thì em sẽ công bố kết quả game nha mọi người nha. Ai còn xem ở đây thì sẽ, nếu mà đoán đúng thì sẽ được son. Còn nếu như không xem ở đây thì em sẽ không trao son cho người đấy đâu ạ. Sau cái đấu giá này em sẽ báo cáo kết quả, em sẽ công bố kết quả nhé mọi người nhé. Hà Nguyễn trả 205.000 rồi ạ. Hà Nguyễn trả cây BB stick này 205.000 rồi nhá mọi người nhá. Nào mọi người, ai sẽ được cây BB stick này đây ạ? Ai sẽ được cây BB stick này đây ạ? Còn 1 phút cuối nữa, 1 phút nữa em sẽ chốt nha mọi người nhá. Còn 1 phút nữa em sẽ chốt nha, lên mọi người nhanh tay giúp em nào. Mọi người nhanh tay giúp em lên nào. Còn 1 phút nữa em sẽ chốt ạ. Còn 1 phút nữa em sẽ chốt nhé mọi người nhá. Hiện tại giá cao nhất của chị Hà Nguyễn là 205.000 nhé mọi người nhá. Em sẽ đấu lốt cái BB stick này và em sẽ công bố kết quả chơi mini game và em sẽ dừng nha mọi người nhá. Có ai trả giá cao hơn 205.000 của chị Hà Nguyễn nữa không ạ? Không thì em sẽ chốt nha mọi người nhá. Em sẽ chốt cho chị Hà Nguyễn nhá. Chị Hà Nguyễn cho em xin số điện thoại cộng địa chỉ đi ạ. Em sẽ công bố kết quả game nha mọi người nhá. Đây ạ. Kết quả game là số 05 nhá. Kết quả game là số 05 ạ. Ai tí nữa em sẽ em sẽ ai xem ai trả lời đúng nhất thì em sẽ trao phần thưởng cho người đấy nhá.
Kết quả game là số 05 nhé mọi người nhá. Đây ạ, kết quả game là số 05 ạ. Và ban nãy em đã nhìn thấy Dương Nguyễn, em đã nhìn thấy Dương Nguyễn comment là 05 nhá. À, tí nữa mình sẽ vào kiểm tra nick Facebook của Dương Nguyễn. Nếu như Dương Nguyễn đã làm đủ các bước thì Dương Nguyễn sẽ được son nhé mọi người nhá. Đây ạ, kết quả game là 05 nhá. Mọi người nhìn thấy chưa ạ? Kết quả game là 05 nhá. Em xin chào mọi người nhá. Em sẽ kết thúc game ở đây nhá mọi người nhá. Em sẽ kết thúc game mà em xin